mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tuấn AC và hôm nay mình sẽ thực hiện cái thử thách tiếp theo mà các bạn mang tới cho team của Happy Dream. Đó chính là... Thôi tí là nói sau. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện cái thử thách này với 4 thành viên của Happy Dream, gồm có mình, Tùng, Autofan và Thọ. Bởi vì bọn mình chưa tìm được thành viên thích hợp để tham gia vào team thực hiện thử thách. Và hôm nay, đây, nhân vật chính của chúng ta sẽ là MP5 Thunder. Vâng, tuyệt vời, đây là một khẩu súng mà các bạn không cần phải nâng cấp. Cứ thế là vào trong vòng quay may mắn đổi và xài luôn. Đây là một khẩu súng phải nói là rất ít người sử dụng từ khi mà game thực kích ra đến bây giờ. Mình phải nhấn mạnh là rất ít người sử dụng các bạn ạ. Nhất là những dòng MP5. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Như vậy là... Rồi, Tùng và Phan đã có những skin đầu tiên dành cho mình. Nào, úi dồi ôi, một tình huống cover không kịp. Và Tùng đã có một headshot với thanh niên HP liền. Và ngay lập tức, ủa. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy là hệ thống vừa thông báo là Tùng đã có 4 combo cho kịp đấu đầu tiên này. Quá tuyệt vời luôn. Nhà khó à. Nào, 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 bắn cái gì đấy? Shit. Rồi, như vậy là đã có combo thứ 5 dành cho khẩu MP5 Thunder trên tay của Tùng HC. Rồi tuyệt vời, thanh niên cầm sấy birdie đâu đây? Rồi anh ta đã quay trở lại rồi. Như vậy là sẽ là mồi ngon dành cho các thanh niên Happy Green lao trong nhà của bên Liên Minh. Có lẽ là tuyệt vời, như vậy là mình vẫn chưa ăn cái mạng nào cả. Holy shit. Holy shit, ăn bom nè, ăn bom. Trời ơi, không có. Ai à? Đây rồi, giết. Úi trời ơi, tuyệt vời. Một pha headshot dành cho Remy. Vâng, ngay lập tức thì Thọ cũng, Thọ và Tùng cũng không kém phần long trọng khi đã kim được những cái mạng tiếp theo này cho mình. Ôi trời ơi, có một tình huống sử dụng lực. What the fuck. Rồi, tuyệt vời. Như vậy là thanh niên cầm slipper hổ báo cáo trồn nào ra đã bị mình kim lè lưỡi làm ngay tại chỗ luôn. Vâng, thì mong các bạn thông cảm vì trong thời gian gần đây thì ui trời ơi. Tuyệt vời, nhảy nhót làm gì? Vâng, sau thời gian đây thì... Ôi dồi ôi, bác cả 6 lòng luôn. 6 lòng thì nhảy làm sao được với cả một bên 5. Rồi, rồi, tuyệt vời. Ui dồi ôi, vâng, tình huống nhảy ngu người. Rồi, nói thật với các bạn là mình chơi đi. Ui dồi ôi, thôi tuyệt vời, như vậy là một tình huống KS. À quên, một tình huống cover quá tuyệt vời đến từ thanh niên cầm Dark Knight trên team của mình. Và cover rất kịp thời luôn. Cover rất đúng chỗ, đúng lúc và... Úi dồi ôi, ăn mạng cũng rất là nhiệt huyết luôn. Và mình sẽ quay lại đây để xem có thanh nhờ đi Molo à. Đấy, các bạn thấy người quan trọng lúc nào cũng phải bọc team các bạn ạ. Vâng. Này này, biết ngay mà. Vâng, như vậy là cũng đã kiếm được cái huy chương đồng với khẩu MP5 Thunder của mình. Tuyệt vời. Ăn bom. Ăn bom. Rồi tuyệt vời. Tuyệt vời hơn là mình lại cũng ăn bom luôn. Thế mới. Nào 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 nào. Mau lốp này. Mau lốp. Đấy tất em ạ. Làm xuống luôn. Rồi tuyệt vời. Holy shit. Thanh niên nguy hiểm này. Cầm sóc gắn. Bắn linh tinh. Ăn ngay cái headshot mà phải làm Thunder luôn. Như vậy là kết thúc cái trận đấu đầu tiên mình và team Happy Dream test cái khẩu súng MP5 Thunder này. Thì các bạn có thể thấy là cái sức mạnh về độ hổ báo cáo trồn của team Happy Dream không thể chối từ. Vâng, vậy là mình sẽ đến trận đấu thứ hai. Thì nói thật với các bạn là team Happy Dream ấy là một team rất là yếu. Mình phải khẳng định với các bạn là yếu. Yếu từ trong, yếu ra, yếu từ trên, yếu xuống dưới. Yếu nhất là mình. Nhưng mà bọn mình rất thích làm video clip. Bởi vì sao? Bởi vì bọn mình thích giải trí. Anh em có những giây phút vui vẻ bên nhau sau những giờ làm việc. Đấy. Thì nói chung là những cái người nào mà đến với channel Happy Green của mình ấy, thì cũng là vì cái độ giải trí video cao thôi. Chứ thật sự nếu mà vào channel của mình mà học hỏi về cái gọi là cách bắn hay là cách chơi ấy, thì có lẽ là suốt đời nó không bao giờ khá được. Bởi vì bọn mình chỉ thích đi trôn thôi. Cái bắn thì phải nói là đối đầu thì có khi là nằm xuống rất là nhanh. Nhưng mà mức lốt thì phải nói là không ai sánh bằng. Team của Happy Dream mà một khi đã mức lốt là khó có team nào mà có thể nào mà đỡ được.
Rồi, tuyệt vời, như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai. Test cái khẩu M15 Thunder. Úi dồi ôi, map công trường. Một cái map khá tuyệt vời dành cho những khẩu súng Rice và 6-5. Và tôi vác ngay một khẩu M15 Thunder vào đây thì không biết là có tội tình gì không đây. Nào. Đấy giời, tự nhiên đù phát kim. Ôi dồi, cái gì vậy? Nào, đấu đội à? Đấu đội à? Ô, nằm xuống đi. Ô, bắn trả. À đù. Nào, không nhìn thấy gì đúng không? Nhìn thấy làm sao được? Nhìn thấy làm sao? Ôi dồi, mạng kìa. Úi giời ơi, như vậy là thọ tình huống cover rất tuyệt vời, đã ăn hết mạng của mình. Vâng, tuyệt vời. Như vậy Tùng cũng kim được. Ơ, lại kim cua à? Ờ, có bạn có tên là mẹ ơi HP kìa. À, chắc bạn này đi lẻ. Rồi, có cả Remy luôn. Có cả HP luôn. Ờ, tuyệt vời. Như vậy là team gần cũ. Vâng. Vì không có đủ cho mình tạm gọi là team gần cũ thôi các bạn ạ. Ui, đông này. Đông thế này. Vâng, như vậy là tuyệt vời. Có một pha báo thù luôn. Pha báo thù headshot. Ui giời, tuyệt vời, hai team. Những cái mạng mà mình kim được ở trong cái tình huống mù lòa là mình rất là thích các bạn ạ. Tình huống đấy mà thọ vẫn quay được kịp lại để ăn mạng thì quá lẻ luôn. Ừ, chạy đâu đây? Nào. Ôi giời ơi, vâng. Rõ ràng mình thấy là thanh niên ít máu đi vào ngách. Ra thòi ra cái thanh niên rất là nhiều máu. Rồi, như vậy Tùng đã nằm xuống dưới lòng súng sniper. Phan đã có một mạng với HP luôn. Mình tập trung nhiều vào cá nhân quá trời là không để ý anh em. Rồi, Phan đã làm xuống dưới lòng súng đắc nai rồi. Rồi, tuyệt vời. Ở thiên đường của súng vai mà mình lại cầm SMG này hơi bị thốn. Ôi trời ơi, rút lục làm cái gì? Vâng, họ cũng có pha headshot với khẩu M15 Thunder. Nhưng mà rất tiếc là phải. Đây rồi, thanh niên bắn họ rồi. Anh đã trả thù được cho em. Cố lên em. Rồi. Ui giời ơi, một tình huống lao thẳng vào lòng súng sniper. À quên, shotgun. Vâng, nát người dành cho tôi nát chê. Rồi, như vậy là anh em cũng đã trả thù thành công cho mình rồi. Vâng, như vậy là với khẩu 3Z Evin trong tay, là HP đang tỏ rõ tài năng sniper mình. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là ăn quả bom Halloween ngon mồm. Vâng, như vậy là Tùng cũng đã làm xuống dưới lòng súng đắc nai rồi. Tỷ số giữa hai đội bây giờ đang là 23-21, rất cân bằng các bạn ạ. Ấy à, đắp vào đấy làm cái gì? Rồi, 26-22. Liên tiếp là những cái pha thông báo thọ ăn được headshot với khẩu M15 Thunder. Rất là tuyệt vời cho thanh niên có cái tên là thọ. Thanh niên gắn bó. Ui dồi, lại headshot dành cho mẹ ơi HP. Tuyệt vời. Vâng, có lẽ là đầu của bạn ấy có 500 hay sao ấy, dính thế không biết. Úi giời, tuyệt vời, Remy cũng ăn headshot luôn. Vâng, tình huống bấn loạn trong khi lao vào nhà địch đã khiến cho Tuấn HC lên bảng ngay lập tức. Rồi, Phan đã có mạng của HP. Rồi, hình như là team này team HP của tôi rồi. Sorry anh em, tôi hơi phũ với anh em đồng hương một tí. Nào nhảy đấy. Nhảy. Ủa. Nhân vật gì mà trông đen thui thùi một cục này. Ây à. Ôi giời. Ui giời. Vừa mới chẩm bông lại cái là ăn ngay quả bom mà đít. Quá tuyệt vời. Chẳng biết thanh niên quăng quả bà lát cho mấy thanh niên kia mồ chơi. Cái gì thanh niên nào ra đây ạ? Ui giời ơi, tuyệt vời. Vậy mấy thanh niên này không mù các bạn ạ. Rồi, mình đang giữ cái thành tích 76. Vâng, một cái thành tích phải nói là rất phong độ. Vâng, mạng ăn được và mạng chết không lệch nhau quá nhiều. Nói thật với các bạn là Tuấn HC mà không âm mạng ấy là đã là quá may mắn rồi. Úi dồi, tìm bạn mạnh như thế này. Đấy, các bạn thử thế, nhảy nhót ghê. Úi dồi, ghê luôn. Rồi, tuyệt vời, lại làm xuống dưới lại làm xuống dưới lòng súng Gatling Gun. Úi giời, vâng, lại một pha headshot đến từ khẩu M15 Thunder trên tay của thọ. Rồi, anh em nằm hết xuống rồi, còn mỗi mình thôi. Tuyệt vời, Tùng đã có hai kill liên tiếp và một trong số đó là pha headshot. Úi giời, mình
Tuyệt vời, mình lại làm xuống rồi. Vâng, như vậy là trong trận đấu ở mắt công trường, test cái khẩu M5 Thunder, mình đóng vai trò là một quả tạ trong team. Vâng, quả tạ rất nặng. Ui nhảy đi. Đâu vậy? Rồi không biết đâu luôn, lao sao như là bọn ngựa ấy các bạn ạ. Cứ nhảy cào cào này. Úi dồi ôi, cái này thì ô giời bắn được. Tuyệt vời, lại ăn nét sốt đến từ khẩu đắc nai trên tay của thanh niên có tên Gá Bim. Rồi, như vậy là kết thúc cái trận đấu ngày hôm nay với cái mạng đến từ con Rìu Gôn trên tay của thanh niên Thọ. Và kết thúc cái thử thách mà các bạn đưa ra dành cho team Happy Green. Vì trong cái trận đấu thứ hai này thì mình đứng bét với tỷ với thành tích là 79. Và các bạn còn cái thử thách gì muốn đặt ra thì nhớ comment phía dưới video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, share, subscribe nha. Ở tình huống đấy đã bị nghe tiếng chân rồi các bạn ạ. Nói chung là tiếng chân thì muốn nghe thì phải đeo tai nghe. Mình không đeo tai nghe. Úi trời, một màn hổ lao rất hổ báo đến từ Du và đã làm dừng dưới dòng súng đắc này. Ngay lúc đó là Khoa đã một pha headshot với khẩu Demon Challenge.